Tina Watt tuyên bố sốc về kết quả Miss Universe 2023, một Á hậu chê bai Antonia, Ngọc Châu phớt lờ Bùi Quỳnh Hoa. Mặc dù đã kết thúc song dư âm của cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ 2023 vẫn còn đó. Mới đây, ông Nawat Isara Greenstein, chủ tịch cuộc thi Miss Grand bất ngờ chúc mừng người đẹp Antonia Porcel. Được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất châu Á tại Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay, người đẹp sinh năm 1996 giữ vững phong độ và thể hiện xuất sắc ở các phần thi. Kết quả chung cuộc, Antonia đoạt được vị trí Á hậu 1 Miss Universe 2023. Thiếu một chút may mắn là cô có thể mang về chiếc vương miện thứ 3 cho Thái Lan. Sau chung kết Miss Universe, nhiều khán giả và ngôi sao nổi tiếng ở Thái Lan đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ tự hào trước thành tích của Antonia. Trong số đó khá bất ngờ là những chia sẻ của ông Nawat Isara Greenstein khi đại diện Thái giành vị trí danh giá ở Hoa hậu Hoàn Vũ. Antonia, ở giờ phút này hãy để cô ấy tận hưởng và là chính mình. Khi cô ấy hạnh phúc, tôi nghĩ rằng kết quả sẽ tốt. Và tôi đã cầu chúc cho cô ấy trước đêm chung kết. Cô ấy tài năng đúng không? Xin chúc mừng một lần nữa về vị trí Á hậu 1 của Antonia, chủ tịch Miss Grand International chia sẻ. Trước đây, chủ tịch cuộc thi Miss Grand International thể hiện ra mặt là không đội trời chung với tổ chức Miss Universe và Miss Universe Thái Lan. Ông Nawat cấm thí sinh từng tham gia Miss Universe đăng ký dự thi Miss Grand Thái Lan. Ngoài ra, ông từng nổi trận lôi đình mắng nàng hậu Aom Thawepon Phin Chamrat vì cô sử dụng trang phục liên quan đến tổ chức Miss Universe. Sự thể hiện quá xuất sắc của Antonia và niềm tự hào mà cô mang về cho Thái Lan tại Miss Universe đã khiến ông Nawat cảm thấy vui lây. Nhiều fan còn hóm hỉnh cho rằng có thể Antonia sẽ là đại sứ hòa bình giúp hai tổ chức gương vỡ lại lành sau thời gian kình nhau. Trước đó, chị đại Lucette Metin, một người mẫu hoa hậu có tiếng ở xứ chùa vàng đã khóc nức nở khi nói về thành tích Á hậu 1 của Antonia. Chia sẻ về khoảnh khắc đại diện Thái Lan rơi nước mắt sau khi kết thúc chung kết, Lucette bày tỏ, đó là những giọt nước mắt đáng tự hào của bạn, tôi cũng rất tự hào về bạn. Bạn đã làm hết sức mình tại hành trình này. Fan sắc đẹp Thái Lan đã mong chờ chiếc vương miện Miss Universe thứ 3 suốt 35 năm qua. Tuy Antonia đã vụt mất vương miện, nhưng ngày trở về cô sẽ được đón chào trong vòng tay và tình yêu thương của đông đảo khán giả quê nhà và đồng nghiệp. Trái ngược với ông Nawat, siêu mẫu Lucette và nhiều người đẹp bước ra từ Miss Universe Thái Lan, một Á hậu lại có hành động tranh cãi về Antonia. Cụ thể, Ravena Singh, Á hậu 2 Miss Universe Thái Lan 2023, người dự thi cùng Antonia Porcel tại Miss Universe Thái Lan 2023, lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không đăng tải bất kỳ bài viết nào ủng hộ đại diện Thái Lan kể từ khi hành trình Miss Universe 2023 diễn ra. Khi Antonia Porcel dừng chân tại vị trí Á hậu 1, Ravena Sai tiếp tục có động thái khó hiểu. Theo đó, chân dài bất ngờ gửi lời chúc mừng người đẹp Nicaragua kèm nội dung vương miện thứ 3 chỉ có Vena. Hành động này đã khiến đông đảo người hâm mộ Thái Lan không khỏi bức xúc và phẫn nộ. Lượng lớn khán giả còn lập tức quay lưng chỉ trích hành động của Ravena Singh, đồng thời cho rằng cô đang ganh tị với chiến thắng của Antonia Porcel. Ravena Singh còn bị đặt lên bàn cân so sánh với Kirana Jasmine Chetter, Á hậu 1 Miss Universe Thái Lan 2023. Người hâm mộ cho rằng Kirana Jasmine Chetter tử tế bao nhiêu thì nàng hậu Á hậu 2 lại hoàn toàn ngược lại. Được biết, tại thời điểm Antonia Porcel dự thi Miss Universe 2023, Kirana Jasmine Chetter liên tục đăng tải hình ảnh ủng hộ và chúc mừng đàn chị. Hiện tại, sự việc này đang trở thành đề tài được bàn tán khắp các diễn đàn nhan sắc tại Thái Lan. Về phía Antonia, sau đêm chung kết, cô nàng đã đăng tải tâm thư xin lỗi và nhận về 1 triệu lượt tim. Nhiều người đẹp Việt Nam cũng để lại bình luận bên dưới bài đăng của Antonia. Ngọc Châu và Thảo Nhi Lê đã chúc mừng đến nàng hậu sinh năm 1996 khi cô giành được vị trí Á hậu tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh.